Này thiện hiện, trí nhất thiết thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh, trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, dự lưu quả thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là dự lưu quả thanh tịnh. Vì sao? Vì dự lưu quả thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nhất lai bất hoàn A-la-hán quả thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là nhất lai bất hoàn A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì nhất lai bất hoàn A-la-hán quả thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, quả vị độc giác thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị độc giác thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện ngã thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh,
Nhãn xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Nhãn xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh